hãy nhấn like và share ở đây và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé. Trong trận giao quân tại Asian Cup 2019 vào tối ngày 8 tháng 1, tuyển Việt Nam thua 2-3 trước đối thủ mạnh Iraq dù có 2 lần vượt lên dẫn bàn ở hiệp 1. Đoán trước được ý đồ tấn công biên và bóng bổng của Iraq, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chủ động giữ cự ly đội hình sau tiếng còi khai cuộc, khiến đối thủ không thể triển khai bóng như ý muốn. Hàng thủ Việt Nam với Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh thi đấu tập trung và vô hiệu hóa mọi nỗ lực tấn công của Iraq trong khoảng 20 phút đầu tiên. Bàn thắng mở tỷ số bất ngờ đến với đoàn quân của HV Park Hang-seo ở phút thứ 24 sau một pha bóng không hiểu ý giữa hậu vệ Ali Faez Atiyat và thủ môn Jalan Zahasan khi theo kèm công phượng, bóng từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của các cầu thủ đến từ Trung Đông. Sau bàn thua, tuyển Iraq đẩy cao đội hình tấn công và liên tục gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Tận dụng tình huống thiếu dứt khoát của Duy Mạnh ở phút thứ 35, tiền đạo số 10 Kathim cướp bóng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. May mắn một lần nữa mỉm cười với tuyển Việt Nam ở phút thứ 42, thủ môn Hassan đổ người cứu thua cho Iraq sau cú dứt điểm của Trọng Hoàng, nhưng anh không thể làm gì hơn trong tình huống băng vào đá bồi của Công Vượng. Nhà đương kim vô địch AF Cup bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế một bàn dẫn trước. Thế chủ động thuộc về tuyển Iraq trong hiệp thi đấu thứ hai, đoàn quân của huấn luyện viên Katenek sau nhiều nỗ lực dứt điểm có bàn gỡ hòa hai đều ở phút thứ 60. Cầu thủ vào sân thay người, Hunam Tarif tỏa sáng với pha chớp thời cơ nhanh sau pha bóng lộn xộn trong vùng cấm đội tuyển Việt Nam. Những phút tiếp theo, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo học trò giữ cự ly đội hình để bảo toàn tỷ số hòa. Tuy nhiên, tuyển Iraq vẫn chứng tỏ đẳng cấp bằng bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Từ trong đá phạt cách khung thành khoảng 20m, Ali Adnan thực hiện cú đá đưa bóng ở góc cao. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho tuyển Việt Nam. Qua đó, giúp Iraq hoàn tất cú ngược dòng ở trận giao quân ở bảng D Asian Cup 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau thất bại 2-3 trước Iraq, nhưng thừa nhận hàng thủ và thủ thành Đặng Văn Lâm đã chơi không tốt. Cuối trận chúng tôi đã cho cơ hội đá phạt và để thua bàn quyết định. Thời điểm đó tôi thấy thủ môn Đặng Văn Lâm không có vị trí tốt nhất. Chúng tôi phải tập luyện để khắc phục vấn đề này ở những vòng đấu tới. Thất vọng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn dành lời khen ngợi cho một vài cá nhân, trong đó có Quang Hải. Tôi không muốn nói về quyết định của trọng tài ở trận đấu này. Tôi nghĩ Iraq mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Quang Hải là vẫn là cầu thủ quan trọng với đội, dù không ghi bàn. Cậu ấy đã làm đúng những gì tôi căn dặn trước trận và tôi hy vọng Hải sẽ ghi bàn ở trận đấu tiếp theo. Chiến lược gia sinh năm 1959 cho biết, thất bại trước Iraq là kết quả cực kỳ đáng tiếc khi tuyển Việt Nam đã chơi không hề tệ. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị thu hẹp rất nhiều. Ông Park chia sẻ, thật tiếc khi phải nhận bàn thua từ tình huống cố định của Iraq. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã chơi rất tốt, họ đã cố gắng hết sức. Tôi biết rằng Iraq là đội bóng có thể trạng và chiến thuật tốt, nhưng lẽ ra chúng tôi đã có ít nhất một điểm ở trận đấu này. Ngay sau đây chúng tôi sẽ phân tích Iran, họ mạnh hơn nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực 100% để có kết quả tốt nhất. Vị thuyền trưởng của Việt Nam nói thêm, kế hoạch của chúng tôi là kiếm được một điểm trước Iran bởi họ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, ông Park đặt mục tiêu. Mặc dù thất bại trong ngày giao quân, nhưng với những gì đã thể hiện, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo mới là lá cờ đầu của khu vực tại Asian Cup lần này. Rơi vào bảng D với sự hiện diện của Iran, Iraq và Yemen, rõ ràng đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao cho cơ hội đi tiếp. Khi mà Philippines và Thái Lan đều nhận thất bại ở trận giao quân, các chuyên gia cho rằng Asian Cup vẫn là sân chơi quá tầm với các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2018 thành công mỹ mãn với ngôi áo quân U23 châu Á, hạng tư ASEAN và vô địch AF Cup. Thế nhưng, Thái Lan mới là cái tên được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu đại diện cho Đông Nam Á, gây tiếng vang tại giải đấu lần này. Để rồi, Chanathip, Songkrasin và các đồng đội nhận thất bại muối mặt 1-4 trước Ấn Độ, hy vọng của bóng đá khu vực lại sụp đổ. Lượt trận đầu tiên đối đầu với Iraq, đội tuyển dù đã đánh mất ánh hào quang xưa nhưng vẫn là một thế lực đáng sợ của châu Á. Từng chừng thầy Park sẽ chỉ đạo các học trò lùi sau co cụm phòng ngự bên phần sân nhà, nhưng không. Những nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 đã chơi sòng phẳng với đối thủ, thậm chí hai lần vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc, một thoáng mất tập trung và thiếu đi chút may mắn đã khiến đội tuyển Việt Nam thua ngược ngay ở những phút cuối cùng. Huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa cho thấy sự cao tay trong việc sắp xếp nhân sự và bố trí đội hình thi đấu. Hiểu rất rõ điểm mạnh lẫn điểm yếu cố hữu của các cầu thủ đến từ Tây Á như Iraq, vị thuyền trưởng 59 tuổi ưu tiên sử dụng những cầu thủ có lối đá tốc độ, khéo léo và thông minh trên hàng công. Kết quả, Công Phượng, người đá cao nhất đã đạt dấu ấn trong cả hai bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam có được. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là trong lối chơi của chúng ta ở trận giao quân chính là sự tự tin. Các cầu thủ bình tĩnh phát triển bóng bên phần sân nhà, tận dụng sự cơ động và khéo léo của mình trong những pha phối hợp để phá vỡ hàng phòng ngự của Iraq. Nếu khu vực Đông Nam Á theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, chắc hẳn họ phải thay đổi quan điểm của mình rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo mới là lá cờ đầu của bóng đá khu vực tại Asian Cup lần này.
Bước vào trận đấu, hai đội thi đấu khá thận trọng với mục đích thăm dò nhau, nhưng càng đá, Ả Rập Xê Út càng tỏ ra vượt trội với khả năng kiểm soát bóng, trong khi đối thủ của họ chú trọng vào khâu phòng ngự hơn tấn công. Với khả năng lên bóng đa dạng, Ả Rập Xê Út vừa có thể uy hiếp khung thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng những cú sút xa, vừa đủ khả năng khiến hàng phòng ngự đối phương rối loạn bằng những đợt tấn công biên đầy tốc độ. Phút thứ 28, họ khai thông được thể bế tắc do công của Hatan Habi. Có bóng bên cánh trái, cầu thủ này loại bỏ một hậu vệ đối bạn trước khi tung ra cú sửa lòng không thể cản phá. Đến phút thứ 37, cách biệt được nhân đôi khi Al-Fatin đón quả đá phạt của đồng đội, ngay lập tức thực hiện cú đá nối khiến thủ thành Ri Mong-guk bó tay. Bị đẩy vào tình cảnh khó khăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên còn gặp thêm rắc rối do tiền đạo Wang Song-han phải nhận thẻ vàng thứ hai ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Phải thi đấu thiếu người trong suốt cả hiệp 2, lại đối đầu với Ả Rập Xê Út thể hiện được đẳng cấp của một trong những ứng cử viên vô địch. Không ngạc nhiên khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa trong những phút cuối trận. Sau khi Al-Nassiri cứa lòng chân trái nằm tung lưới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phút thứ 70, đến phút thứ 88, Al-Muwalab tận dụng được cú phá bóng hụt của hậu vệ đối bạn, ấn định thắng lợi đậm đà cho đại diện tới từ Tây Á. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Harry Kane đã giúp chủ nhà Tottenham vượt qua Chelsea ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn 2018-2019. Tiếp đón Chelsea trên sân nhà, Tottenham tung ra đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ vị trí thủ môn khi Gazzaniga bắt thay Norris. Trong khi đó, huấn luyện viên Sarri đã quyết định bố trí ngôi sao số 1 Eden Hazard đá cao nhất trên hàng công. Còn Alvaro Morata, người vừa lập cú đúp vào lưới Tottenham ở vòng 3 FA Cup, bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu. Hỗ trợ cho Hazard là Wijnaldum và Callum Hudson-Odoi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận derby London lập tức trở nên sôi động khi cả hai chơi đôi công. Phút thứ 4, Kane nhả người vô lê sau quả tạt của Trippier bên cánh phải, nhưng thủ môn Kepa đã ôm gọn trái bóng. Phía Chelsea nhanh chóng đáp trả bằng tình huống Hudson-Odoi dứt điểm tốt từ đường kiến tạo của Willian sau không thể đánh bại được Lasagna. Phút thứ 26, trọng tài Michel Oliver thổi 11m cho Tottenham sau khi tham khảo công nghệ VAR. Xuất phát từ đường truyền dài của Underwell, Kane thoát xuống đối mặt với Kepa và thủ thành đắt giá nhất hành tinh đã phạm lỗi với thủ quân Tottenham trong vòng 16m50. Kane ban đầu được xác định đã việt vị trước khi bị Kepa phạm lỗi, nhưng công nghệ VAR đã phủ nhận điều này. Chính Kane đã thực hiện thành công cơ hội ngăn ăn từ chấm 11m để mở tỷ số cho Tottenham. Bất ngờ bị thủng lưới, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi rất tập trung của Tottenham. Liên tiếp những phút cuối hiệp 1, Chelsea có cơ hội để cân bằng tỷ số. Đáng tiếc, hết Kante rồi Hudson-Odoi lại không thể chuyển hóa thành công. Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục dâng cao hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút thứ 54, thủ thành Gazzaniga đã xuất sắc cứu thua cho Tottenham sau cú nã đại bác của Barkley. Chelsea có những sự thay đổi nhân sự khi lần lượt Pedro, rồi Kovacic và Giroud được tung vào sân. Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên cùng sự xuất sắc của Gazzaniga, bên đội khách không thể xuyên thủng mảnh lưới gà trống. Thắng trận 1-0, Tottenham có lợi thế nhất định trước cuộc tái đấu với Chelsea tại Stamford vào ngày 22 tháng 1 tới. Đội thắng ở chung cuộc của cặp đấu này sẽ gặp đội thắng tại trận bán kết còn lại là Man City gặp Bolton Albion để tranh chiếc cúp Liên đoàn Anh. Các khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đã tuyên bố ký hợp đồng chính thức với Jean-Claire Todibo, người được coi như Rafael Varane mới và sẽ gia nhập câu lạc bộ vào ngày 1 tháng 7 tới. Todibo sinh ra ở Guyana, thuộc Pháp và vừa tròn 19 tuổi cách đây vài ngày. Anh được các chuyên gia đánh giá là một Varane mới với khả năng phòng ngự xuất sắc như người đàn anh đồng hương. Từ đầu mùa, Todibo đã ra sân 10 trận cho Talosé và ghi được một bàn thắng. Todibo có chiều cao 1m90, thuận chân phải và dù có thân hình khổng lồ nhưng anh lại sở hữu kỹ thuật ấn tượng cùng với sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên nơi một cầu thủ trẻ. Với sải chân dài và thể chất tuyệt vời, anh rất ít khi đánh bại trong các tình huống được 1-1. Todibo hiện đang thi đấu cho Talosé nhưng chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp và nhận được sự quan tâm của khá nhiều ông lớn tại châu Âu như Napoli hay Juventus. Nhưng Barca đã nhanh tay hơn khi chiêu dụ được cầu thủ này theo dạng chuyển nhượng tự do. Người đóng vai trò quan trọng trong thu vụ này là Eric Abidal, người hiện đang là giám đốc thể thao của Barca. Việc Barca mang về Todibo là sự thay thế lâu dài cho Ricard Piqué và có thể là dấu chấm hết cho những tin đồn liên quan đến La Masia của Ajax. Trước đó, câu lạc bộ xứ Catalan đã mượn Jason Mourinho của Valencia với giá 2 triệu euro, nhưng có vẻ như trung vệ người Colombia chỉ là giải pháp tạm thời tới hết mùa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và chia sẻ để mọi người cùng xem. Và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các thông tin mới nhất nhé.